Em Trần Anh Ô Tô gửi lời chào đến toàn thể tất cả anh chị thân thương trên kênh YouTube của em nhé. Nay em về được mấy con xe đây. Đây là con Nuvira đời 2003 bạn đủ nha anh chị nha. Đây nè, bốn con này là trang bị là 5 ông đúc, vỏ còn rất mới. Vỏ còn được 90% gầm bề, trong là không có mục mọt nha. Con này Trần Anh cũng vừa đưa qua công nghệ 4.0 xử lý hết toàn diện rồi. Bản số 49E04015 nè. Đây là anh chị coi đồng sơn của nó nè, vỏ nè. Bốn vỏ rất là mới anh chị ạ. Đời 2003 nha, giá siêu rẻ. Con này tháng 7 năm 2019 hết đăng kiểm rồi. Chừng anh đi đăng kiểm mới cho anh chị luôn nhé. Là form xe này dán bộ tem thể thao rất là cá tính. Xe này liền lẹt, không có dấu hiệu là cứng đục anh chị nha. Mâm nè. Đó là mâm vỏ nó cũng còn rất mới, gầm bề là bao anh chị mục luôn. Đây là form dán con Nuvira đời 2003 nè. Chất xe này gốc trong miền Nam nha. Hai cụm đèn sau của nó nè, còn rất mới, rất là liền lẹt đây nè, những cái sóng vân chạy nè, nguyên bản theo xe hết đó, trang bị dán tem nè, đầy đủ đồ chơi. Anh chị thấy hai cánh cửa rất liền lẹt không? Chừng anh test phần nội thất cho anh chị nè, tắp bi cửa nè, bốn cánh chỉnh điện hết toàn diện nhé, ghế nè, nội thất nè. Con này là không có một xíu dịch vụ taxi anh chị nha, con này bản đủ luôn, tắp lô trên trên phần bác tài nè, nó nguyên zin hết từ A đến Z. Đây là cụm đồng hồ nè, nhạc nhóm máy lạnh đầy đủ hết nha, tắp bi nè, tắp bi cửa nè, nội thất ở trong đẹp 80% anh chị nha. Trần là trần nỉ bọc ni lông cách nhiệt hết toàn diện rồi, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng lót sàn nè, không có dấu hiệu mục mọt nha. Tem mốc 7 màu nè, keo chỉ nè, trong nách nè còn nguyên bản luôn. Đó là cái form xe đó, mẹt tem nguyên rin nè. Đây là Trần Anh quay phần cánh cửa sau đi coi, bốn cánh chính diện nha, những cái vân gai nè trên tắp bi nè, keo chỉ nè, keo chỉ ở sau cánh nè. Đó, tuy rằng nó là dòng xe tập chạy tập lái đó, nhưng mà nó còn rất là chất anh chị ạ. Nội thất ở trong đây nè, nảy hết toàn diện anh chị nhá. Form dán đây, có cái nhựa này nó bị xúc ra, chừng anh đang cho dán nè, đang dán keo rồi chị không, tắp bi cửa đó, rất là liền lạc con xe này nha anh chị nhé. Đây là form dán lót sàn của nó, tổng quan con xe đây, đời 2003 anh chị nha. Cột kèo con này không có xíu cứng đục nha, cột kèo của nó là nguyên bản hết, cột trước cột sau của nó nè nguyên rin hết theo xe luôn. Đây ạ, keo chỉ trong nách nè, cửa cánh cửa sau nè, đinh tán ốc bảy màu nè, nguyên bản nha anh chị nha, không có một tí cứng đục luôn. Con này em bao luôn nhé, lót sàn rất là sạch sẽ nè, không có dấu hiệu là mục mọt anh chị thấy không, máy móc bao êm nhé. Em trai nổ cái máy lên giùm anh cái. Đó, xe đã được nổ máy rồi đó chị. Đây ạ, cho anh test cái phần xe cho chị xem nè. Đây nè, máy móc nè, máy móc nè, rất là mới, không một xíu gì là xét nha. Vì con này Trần Anh cũng đưa qua công nghệ 4.0 cho người ta làm đẹp hết rồi. Đây nè, mạc tem chuột cột nguyên bản nè, nguyên rin hết nè, không có một tí cứng đục luôn anh chị nha. Đây nè, sóng dằn của nó nè, nguyên bản theo xe luôn. Đây ạ, đây nè, đinh tán nó còn nguyên bản anh chị ạ, chuột cột kèo của nó đó, máy móc đang hoạt động nha, nổ rất là êm luôn. Đây ạ, xe máy đang hoạt động rồi. Xe này anh chị không mua xe gì, không mua xe này thì anh chị mua xe gì? Không dán con xe đây, cabo đó, đây là cabo trước nè, nỉ nè, nỉ là rin 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 từ A đến Z luôn anh chị nha. Đó, nỉ nó keo chỉ nè, keo chỉ trong nách đây nè, keo chỉ nắp cabo nè, đó, anh chị thấy không, không có một xíu cứng đục luôn nha. Đây nè, đó là form dán con Nuvira đó, máy nổ rất là êm, không một xíu đồ hơi anh chị ạ. Đây nè, đó anh chị thấy cái chiếc xe mà Trần Anh đi lựa về cho anh chị không, bên em đã dọn dẹp xong xuôi con xe này rồi nhé, giá cả hợp lý đến với tay người tiêu dùng, tiền nào của đó anh chị nhé. Là form dán con xe đây, là phong dáng nè,
đẹp mãi với thời gian luôn anh chị nha. Đời 2003 bạn đủ. Cốp sau là không có xíu mục ngọt. Dán theo bộ tem thể thao đây. Rất cá tính. Hai cánh cửa anh chị thấy rất liền lẹ không? Không có một xíu cứng đụng đây nè. Anh chị nhìn đây nhá. Đó. Anh chị xem nhá, không có một xíu cứng đụng luôn. Em mở phần cốp sau cho anh chị coi nè. Trợ lực lái nhạc nhóm đầy đủ trên xe hết. Đèn còi xi nhan nè. Đèn này trợ lực nè anh chị. Đây ạ. Trợ lực lái rất nhẹ nhàng nè, ngồi một chỗ xoay vô lăng nè. Đây nè. Máy lạnh nè. Test phần máy lạnh cho anh chị kìa. Máy lạnh mở rồi, đã có lạnh rồi nha anh chị nhá. Máy lạnh nè. Mở ra lạnh buốt rồi, quân số là nguyên bản theo xe nè. Máy lạnh lạnh buốt luôn anh chị ạ. Mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Tắp lô nè. Không có một xíu là khoan đột của anh chị thấy không? Cột kèo của nó là nguyên bản nè. Con này nó chưa hết đăng kiểm rồi. Mai chừng anh cho đăng kiểm mới nhá. Xi nhan nè. Mọi thứ chức năng đầy đủ hết. Báo cửa nè anh chị thấy không? Đời 2003 mà nó zin cỡ này là báo cửa nè. Mở cửa nó báo cửa nè. Để chừng anh test, chừng anh đóng lại cho anh chị xem nhá. Hết báo rồi nè, đúng không anh chị? Đó, phong xe đó. Nguyên bản nè, những cái vân gai nè. Đẹp lắm anh chị ơi. Nè, nút chỉnh gương nè. Nguyên rin hết. Không có dấu hiệu là bị đồ chế lại nhá. Nè anh chị xem nè. Đó, phong dáng của con xe đây. Đây nè, kể cái đồ châm đèn thuốc đó nè. Anh chị thấy nó nguyên bản không? Nguyên bản thôi con xe luôn. Chủ nhà đi con xe rất kỹ, trang bị một cái đầu CD nghe nhạc thông thường thôi anh chị nhé. Nắp tem ốc để màu nguyên bản hết. Đó, phong xe này, những cái sóng lường này anh chị thấy không? Đó, những sóng lường đó. Cột kèo của nó không có xíu bị cứng đục con ven nhé. Đèn đây ạ. Đây này, chừng anh quay cho anh chị xem nè. Con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi nhé. Chừng anh quay luôn phần cốp sau cho anh chị xem ạ. Rất đều đặn anh chị thấy không? Rất đều đặn luôn. Đây em test phần cốp sau cho anh chị xem nè. Đó là phong dáng con Nubira đời 2003 đó. Kính sau đời gu nguyên bản chưa hạ luôn anh chị nhé. Đây chừng anh mở lên cho anh chị xem nhé. Đây nè. Áo choàng nè, áo choàng của con xe đây. Áo chùm nè. Nè, 5 ông đúc anh chị nhá. Nè, không có xíu mục mọt luôn. Anh chị thấy cốp sau còn rất mới không ạ? Không có một tí mục mọt anh chị ạ. Mua về chỉ việc sử dụng thôi. Ông đúc nguyên bản theo xe đó, nỉ nè. Xung quanh là nỉ hết toàn diện nhá. Đây nè. Capo sau những cái phần gân nè anh chị thấy không? Ở những cái phần sóng gân dập nguyên đinh tán nguyên bản ở nhận xuất keo chỉ ở phía sau đó. Đó là những chiếc xe mà chừng anh đi lựa về để phục vụ toàn thể tất cả anh chị á. Giá thì rất rẻ, hợp túi tiền của tay người tiêu dùng nhé. Con này bên em đã xử lý toàn diện rồi, mua về chỉ việc sử dụng thôi. Một lần nữa anh chị nào mua thì liên hệ trực tiếp đến chừng anh ô tô nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.